Đây là quá trình phát triển của cây dừa trưởng thành. Cây dừa này được 18 tháng. Tuổi này cây đang phát triển cây rất sung túc. Lá xanh nở đọt nở gốc tuổi này rất là sung sức nhen các tình yêu. Giai đoạn này chúng ta nên bổ sung những dưỡng chất cần thiết. Bảo đảm nâng can 11 và kali. Giai đoạn các tình yêu nên bón phân NPK. Đến 20 tháng thì những lưỡi mèo chuẩn bị trổ ra. Lúc này mới là lúc quan trọng nhất. Ý con gái vào tuổi dậy thì vậy đó. Rất cần dinh dưỡng để đủ sức nuôi cây và nuôi trái. Nhưng lúc này là lúc trắng nắng nhất nhen mọi người. Vì tỷ lệ cho trái đậu trái rất ít. Rụng bông rụng trái non. Trái bị lép không có nước. Một buồn chỉ được 1-2 của thôi. Các tình yêu đừng có nản mà đem cửa bán củ hữu là công cốc đó nhen. Giai đoạn này là dừa đang rơi vào trạng thái sinh lý. Nên hay rụng trái vậy đó. Hôm nay nhà vườn tôi đưa ra cho các tình yêu. Một sản phẩm này để cải thiện dừa rụng trái non lép trái vào giai đoạn này. Thứ nhất là em này đây. Em này có khả năng kích thích lưỡi mèo. Tăng cường hàm lượng bo và K11. Tăng khả năng thụ phấn cho bông dừa. Làm cho bông dừa dễ quan hợp các chất cần thiết. Lưỡi mèo phát triển rất mạnh. Trái sáng bóng, to tròn. Như cả nhà thấy đó, bông dừa và trái non đậu rất cao. Hứa hẹn sẽ cho một mùa vụ thu hoạch lớn. Giờ có đi xuất khẩu rồi. Nhưng muốn đạt dừa chất lượng tiêu chuẩn xuất khẩu thì... Thứ nhất, trọng lượng trái to đủ hoành lớn trái mới đạt chỉ tiêu. Nhà vườn tôi xin đưa ra hai sản phẩm này để nhà vườn. Đem về bón phân và phun thuốc định kỳ. Thì nhà vườn sẽ được một mùa bội thu. Đây là loại phân tăng trưởng của dừa. Vừa to trái, tăng đậu quả. Có bộ sản phẩm này lau gì dừa đem bán cù hủ. Các tình yêu muốn rước em về phục vụ cho vườn mình thì... Dép lau mình nhé!